Đột ngột ngừng tim khi đang chơi bóng chuyền. Khi đang chơi bóng chuyền ở gần Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người đàn ông 56 tuổi đột ngột kêu đau ngực và gục xuống. Đồng đội chơi cùng phát hiện ông bị ngừng tim. Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nam bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, thường xuyên hút thuốc lá. Ông được đưa vào khoa cấp cứu và hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê, ngừng tim. Ekip trực nhanh chóng triển khai nhóm hồi sinh tim phổi chất lượng cao, thực hiện ép tim, sóc điện, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc chống loạn nhịp cho bệnh nhân. Sau 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại và nhịp tự thở. Bệnh nhân được đánh giá huyết động, ghi điện tim, siêu âm tim cấp tại giường. Kết quả cho thấy đây là trường hợp điển hình bị nhồi máu cơ tim cấp. Vì vậy, bác sĩ tim mạch đã hội chẩn khẩn cấp, thống nhất chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân. Sau 20 phút, bệnh nhân được lên phòng can thiệp. Thủ phạm gây ra ngừng tuần hoàn là huyết khối gây tắc động mạch vành trái được tái thông. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt đến 33 độ C để bảo vệ não, song song với kiểm soát huyết động tối đa cho bệnh nhân. Sau 2 ngày, ý thức bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi. Đến ngày 22 tháng 12, bệnh nhân tỉnh có thể gọi điện nói chuyện với người nhà. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.